Như cái mẫu ghế truyền thống, các bạn có thể dễ dàng phân tích kết cấu và lựa chọn máy móc phù hợp để gia công. Nhưng đối với các mẫu ghế mang phong cách hiện đại, kiểu dáng phức tạp như ngày nay, chắc hẳn các bạn sẽ thắc mắc về phương án gia công, lựa chọn máy móc phù hợp và cuối cùng là làm thế nào để sắp xếp máy móc thành dây chuyền sản xuất, đảm bảo đạt được năng suất cao, hiệu quả nhất. Và dây chuyền hôm nay mà tôi muốn giới thiệu đến các bạn đó là dây chuyền sản xuất ghế gỗ. Chúng tôi đã chia nhà máy ra thành hai khu vực. Khu vực thứ nhất là để gia công đỉnh ghế, chân trước, chân sau, tay vịn, các đấu ngang và dọc. Khu vực thứ hai là để gia công khung mây ghế và lắp ráp thành phẩm. Các chi tiết sau khi gia công sẽ được tập kết tại khu vực lắp ráp và cho ra thành phẩm.